Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Việc cúng lễ cho người mất thì họ có nhận được không ạ? Và việc lễ cầu siêu như thế nào cho đúng với chánh pháp nguyên thủy để không rơi vào mê tín ạ? Việc cúng lễ cho người mất thì thực ra người mất người ta chỉ nhận được công đức do người sống hồi hướng cho thôi, chứ họ không có nhận được những cái phẩm vật mà người sống dâng lên cái ban thờ đấy để cúng tế cung cấp cho họ. Thì những cái phẩm vật mà mình dâng lên ấy thì mình thì người chết không có nhận được, mà người ta chỉ nhận được khi mà mình cúng thí như vậy. Nếu như trong cái pháp cúng thí ấy nó có tạo ra được những công đức phước lành, nếu như cái pháp cúng thí ấy nó đúng pháp, chân chánh đúng pháp, phát sinh ra được những phước lành, những công đức, rồi mình cái người thí chủ hướng tâm hồi hướng đến những người đã mất, thì có thể những người mất ấy sẽ nhận được những cái công đức phước lành ấy, chứ không phải là người ta nhận được những cái thực phẩm mà mình dâng cúng, nhưng không phải là người ta sẽ nhận được những cái đồ mà gọi là hàng mã như là nhà cửa voi ngựa tiền bạc mà mình dâng cúng ấy, thì những cái đấy chỉ mang cái tính hình thức chứ không phải là cái pháp ấy mà người ta nhận được. Và thực ra cái việc này với một cái người bình thường, với một cái người đời, không ai có thể khẳng định được một cái pháp nào nó là đúng, nó là sai. Mà cái điều này mình chỉ có thể căn cứ trong kinh điển chính thống nguyên thủy, theo cái đúng như cái lời mà Đức Phật đã thuyết giảng, y cứ theo đúng lời giảng dạy của Đức Phật để mình so sánh với những cái việc cúng lễ, đối chiếu với cái việc cúng lễ thì mới có thể kết luận được rằng cái việc cúng lễ như thế, cái người mất người ta có nhận được không, và cái việc cúng lễ như thế nào thì nó mới đúng với chánh pháp và nó không rơi vào mê tín tà kiến được. Vậy thì cái này có thể căn cứ trong kinh như là kinh Tăng Chi Bộ Kinh, có cái phẩm là Bà La Môn Chalusana, tức là có một cái bài kinh gọi là cúng thí cho người mất. Thì có một cái vị Bà La Môn Chalusana đã đi đến hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thường hay cúng thí và hướng cho những người thân đã mất thì họ có nhận được không? Lúc ấy Đức Phật trả lời rằng: Nếu có tương ứng thì sẽ nhận được, nếu không tương ứng thì sẽ không nhận được. Và như thế nào là tương ứng, thế nào là không tương ứng? Nếu như những cái người nào khi còn sống ở trên đời mà vị ấy sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời chỉ trích, nói lời thêu dệt, có ác khẩu, có tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung chết sẽ phải sinh vào địa ngục. Ở dưới địa ngục có cái thức ăn của địa ngục, và vì vậy nếu người thân có cúng thí họ không thể nhận được. Nếu như những cái người người ta cũng làm những cái việc bất thiện như vậy nhưng nó nhẹ hơn thì sẽ sinh làm súc sinh. Khi sinh làm súc sinh rồi thì có cái thức ăn của các loài súc sinh khác nhau, và người thân có cúng thí họ cũng không thể nhận được. Và nếu như có người nào khi còn sống người ta từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói những cái lời đâm thọc, chỉ trích, ác khẩu và có chánh kiến, thì khi mệnh chung họ được sinh lên thiên giới, làm các vị chư thiên ở các cõi trời cao thấp khác nhau, thì các vị chư thiên có cái thực phẩm, có thức ăn của các vị chư thiên, họ cũng không cần phải thọ nhận những cái thực phẩm là những cái thức ăn ở cõi người dâng cúng. Vậy họ không nhận được, như vậy cũng không tương ứng. Nếu như những cái người ấy cũng làm những cái thiện nghiệp ấy nhưng nó nhỏ, nó thấp hơn, thì khi chết sẽ sinh lại làm người. Và khi sinh lại làm người thì có thức ăn ở cõi người rồi,
đâu có còn liên hệ gì với những người thân ở kiếp trước đâu, chẳng ai nhớ gì được kiếp trước nữa cả. Vì vậy cũng không tương ứng, và cái người cúng thí ấy, người thân mà sinh lại làm người rồi cũng không nhận biết được. Và có một trường hợp có sự tương ứng, đó là những người khi còn sống thì từ bỏ sát sinh, trộm cắp tà dâm, nói dối, nói những cái lời bất thiện độc ác, nhảm nhí thêu dệt, nhưng có tà kiến. Tức là cái vị ấy sống vì có cái tâm niệm tà kiến, như có cái sự tham ái, hay là có một cái tâm bất thiện nào nó khởi lên trong cái lúc mà mệnh chung ấy, thì vị ấy sinh làm loài gọi là phi nhân Peta. Peta là cái loài ngã quỷ, một cái hàng quỷ đói. Thì những cái hàng ngã quỷ ấy được gọi là tha thí ngoạn thực ngã quỷ. Những ngã quỷ sống nương nhờ vào việc cúng thí của người thân. Ấy là chỉ có một số cái ngã quỷ mà sống nương vào việc cúng thí của người thân thì họ mới nhận được, thì họ mới nhận được cái sự cúng thí ấy của người thân. Thì cái vị Bà La Môn Chanusana này mới hỏi Đức Bê Tôn là: Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người thân của con mà chết mà người ta sinh về các cõi kia rồi, người ta không sinh về cái cõi ngã quỷ ấy, thì ai hưởng cái phước cúng thí này? Thì Đức Phật nói rằng thì sẽ có những bà con quyến thuộc khác, có thể là có những bà con quyến thuộc ở nhiều đời trước hoặc là nhiều kiếp trước, rất là lâu đời lâu kiếp rồi, người ta cũng sẽ có thể hưởng được cái phước ấy. Rồi Bà La Môn ấy lại hỏi rằng: vậy cả những quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp họ cũng sinh về cõi khác hết rồi thì ai hưởng? Thì Đức Phật bảo sẽ không có trường hợp ấy, không có cái tình huống là sẽ không có ai là bà con quyến thuộc của mình đã được sinh về cõi lành hết. Vậy thì ai cũng sẽ có những quyến thuộc ngã quỷ, còn đang là ngã quỷ, có thể đó là những ông bà tổ tiên mới mất gần đây, hoặc đó có thể là ông bà tổ tiên đã trải qua quá nhiều đời, quá nhiều thế hệ, hoặc đó là những cái thân bằng quyến thuộc cách đây nhiều kiếp, vô số kiếp về trước cũng có thể, và đều có thể nhận được những cái phước cúng thí của những người còn sống. Và cái phước cúng thí ở đây không phải là người ta nhận bằng những cái đồ vật mà mình dâng lên cúng, mà người ta nhận được cái phước mà mình tạo ra, mà mình cái tạo ra bằng cái phước cúng thí. Tức là vậy thì cái phước ấy nó phải là mình tạo ra bằng cái cách là mình bố thí một cái vật gì đó cho ai mà phát sinh ra được công đức lớn, rồi mới hồi hướng cái công đức ấy, thì những cái người thân đã mất ấy, người ta tùy hỷ, hoan hỷ với những cái thiện pháp, với cái công đức ấy, rồi họ mới được hưởng cái phước lành từ đó, chứ không phải là họ ăn được những cái vật mà mình dâng cúng đâu. Và cái điều này đã được Đức Phật nói rất là rõ ràng trong cái bài kinh Ngoài Bức Tường, Tiểu Bộ Kinh, nói về cái quá trình hóa độ của vua Bimbisara. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi đến vườn Độc Uyển độ cho 55 kiều trần như xong, Đức Phật đi đến cái xứ Uruguena độ 1000 đạo sĩ thờ nửa xong, Đức Phật đi thẳng về cái thành Vương Xá để độ cho vua Tần Bà Sala Bimbisara. Thì lúc ấy vua Bimbisara và dân chúng đón tiếp Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi dâng cúng Đức Phật tịnh xá chúc lâm. Và sau khi dâng cúng tịnh xá chúc lâm xong, đêm hôm đấy nhà vua nghe thấy những cái tiếng hét na ó rùng rợn ghê gớm. Thì hôm sau mới đi hỏi Đức Phật nguyên do gì, thì Đức Phật nói rằng đấy là những bà con quyến thuộc của ông từ cách đây 92 đại kiếp về trước, người ta đang mong chờ ông hãy hồi hướng công đức cho họ được thoát khỏi cái khổ đau, và họ đã phải tái sinh ở cái kiếp ở trong những cái cõi đường ác này suốt 92 đại kiếp này rồi. Và cái nguyên nhân mà họ sinh làm ngã quỷ đó là từ thời Đức Phật Phút Xá, cách 92 đại kiếp về trước. Thì lúc ấy nhà vua ở cái quốc độ ấy thỉnh Đức Phật và 100.000 vị thánh tăng A La Hán vào trong hoàng cung để an cư kiết hạ một cái 3 tháng mùa mưa. Thì lúc ấy nhà vua mới giao cho một cái vị quan đại thần, mà cái vị quan đại thần ấy là trông coi cái phần lương thực để hàng ngày cung cấp cho nhà bếp để làm những cái vật thực dâng lên cúng dường Đức Phật và chư tăng an cư ở trong hoàng cung ấy.
Và lúc ấy thì vua Bimbisara chính là cái vị quan đại thần đó, trông coi cái nương khố ấy. Và cái vị quan đại thần ấy cho những cái người dân, những người thân quyến của mình làm cái công việc, đó là làm cái công việc hàng ngày nấu nướng những cái vật thực này để dâng lên chư Tăng và Đức Phật. Thì trong số những cái thân quyến, những cái người làm ấy, có một số người, người ta không có đức tin với Đức Phật và chư Tăng. Người ta có ác ý, ác cảm vào các cái vị này ăn này chỉ nằm ngủ làm cái gì mà cứ phải cho ăn đồ ngon thế này. Và những vị ấy luôn luôn có cái tâm ganh tị, có cái tâm ác ý, tìm mọi cách chống phá và hay lấy bớt những cái thực phẩm ấy để cho mình ăn và đem về cho thân quyến của mình ăn. Ấy là từ cái nghiệp ấy, suốt 3 tháng ấy, các vị ấy đã gây khó dễ rất nhiều cho cái việc cúng dường chay tăng. Các vị ấy làm cản trở rất nhiều cho việc cúng dường chay tăng. Và các vị ấy đã lấy trộm rất nhiều các cái vật thực, thực phẩm ấy để dùng và cho thân quyến mình dùng. Rồi sau khi mà mạng chung thì những cái người có đức hạnh thì đều sinh về cõi này. Như vua Bimbisara là một cái người có đức tin tín tâm thì ông đều sinh về các cõi chư thiên hết, không bị rơi vào cái cõi khổ xứ một đời nào. Còn các cái vị thân quyến của ông do cái ác nghiệp ấy mà suốt 92 đại kiếp đều sinh ở trong cái cõi tứ bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atuna. Và cho đến cái kiếp hiện tại này thì các vị ấy sinh là một hàng ngã quỷ. Và trong thời Đức Phật Kassapa ở trong cái kiếp này, Đức Phật trước Đức Phật Bổn Sư, thì lúc ấy các cái ngã quỷ này thấy các cái ngã quỷ khác, người ta được thân quyến hồi hướng công đức cho mà họ được thoát kiếp ngã quỷ, được sinh về chư thiên. Rồi các cái họ hàng thân quyến này, ngã quỷ này đến xin Đức Phật Kassapa là xin hãy chia phước cho chúng con để chúng con thoát cái khổ đau này. Thì Đức Phật Kassapa quan sát thấy rằng cái nghiệp của họ chưa hết, phải chờ đến thời Đức Phật Gotama Thích Ca Mâu Ni. Thì Phật Kassapa nói rằng các ngươi hãy chờ đợi và sau này sẽ có một vị Phật Gotama xuất hiện ở đời. Lúc ấy sẽ có một nhà vua là Bimbisara. Nhà vua ấy là quyến thuộc của các ông, của các ngươi. Nhà vua ấy sẽ làm phước hồi hướng cho các ngươi sẽ thoát khổ. Và lúc ấy họ rất là hoan hỷ và giống như là một cái tia hy vọng để cho họ kham nhẫn chờ đợi từ Đức Phật thời Phật Kassapa cho đến bây giờ. Khi Đức Phật thành đạo và về độ cho vua Bimbisara, họ đã chờ đợi sẵn ở đấy. Nếu như lúc ấy khi dâng cái tịnh xá chúc năm ấy, vua Bimbisara chỉ cần khởi lên một cái lời hồi hướng, một cái câu hồi hướng là xin hồi hướng cái công đức phước lành này đến tất cả thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của con từ quá hiện tại đến vô lượng kiếp quá khứ. Nếu như vua Bimbisara mà có một lời hồi hướng như vậy thì họ đã hoan hỷ và họ được sinh thiên ngay tức thì rồi. Nhưng mà vua Bimbisara lúc ấy dâng cúng chẳng không hồi hướng gì hết, quên hết luôn. Thì đêm hôm đấy họ rất là sầu khổ, than khóc. Và vua đã nghe được như vậy cho nên đến xin với Đức Phật. Thì Đức Phật dạy rằng hãy cúng dường chay tăng vào ngày hôm sau. Thì vua thỉnh Đức Phật và các vị thánh tăng vào trong hoàng cung để cúng dường chay tăng. Thì cái việc dâng cúng dường một bữa ăn cho Đức Phật và chúng tăng thì được gọi là cúng chay tăng. Thì lúc ấy Đức vua dâng những cái chậu nước lên để Đức Phật rửa chân và hồi hướng rằng cầu mong cái phước lành này đến, hãy đến với những thân bằng quyến thuộc của con, đã quá vãng của con. Rồi khi dâng thực phẩm y áo lên Đức Phật và chúng tăng, nhà vua đều hồi hướng như vậy. Xin hồi hướng những công đức phước lành cúng dường vật thực y áo này đến những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của chúng con. Thì khi nói lời phát nguyện như vậy thì các hàng ngã quỷ người ta hoan hỷ, người ta sa thú, người ta chỉ hoan hỷ như vậy thôi, vì lúc đấy cái nghiệp của họ đã hết rồi, cũng đã cạn rồi, và họ chờ cái nghiệp thiện này là để họ sinh về cõi này. Thì ngay lúc ấy họ thoát khỏi thân ngã quỷ và đều hóa sinh làm các vị chư thiên và sinh lên các cái cõi thiên giới, có hồ ao để tắm cho sạch sẽ, có y phục chư thiên, có vật thực chư thiên, có lâu đài cung điện chư thiên, có hào quang ánh sáng chư thiên, có những cái dung sắc, có cái tuổi thọ và có cái nạc thú thiên giới được sinh khởi ngay lúc đấy với các hàng ngã quỷ của vua Bimbisara.
Thì đây cũng là một cái bài kinh, gọi là cái bài kinh ngoài bức tường này, cũng nói về cái việc mà độ cho những cái người thân bằng quyến thuộc của mình thì phải phải tạo ra được những cái công đức phước lành như vậy để hồi hướng cho họ, và như vậy là họ thoát về khỏi cái cõi khổ đau. Thì đấy là cái mà cái người mất người ta nhận được, là nhận được cái phước lành ấy, nhận cái công đức ấy, tùy hỷ cái công đức ấy, chứ không phải là người ta nhận cái thức ăn người ta đói, mà người ta ăn được thì đâu người ta còn đói nữa. Cái nghiệp của họ sinh làm cái cõi đấy, sinh vào cái cõi đấy thì là do họ thiếu phước, như vậy thì mình phải hồi hướng phước cho họ để cho họ được sinh về cõi lành thôi. Chứ còn tất cả những cái nghi lễ tế tự ở dân gian, nói là tế lễ để giống như là Đức Phật đến tiếp rước cho cái vong linh ấy, thì cái này là mê tín nhé, là không có thật. Nếu như mình căn cứ vào cái kinh gốc, kinh chính thống nguyên thủy, thì Đức Phật bác bỏ cái quan điểm cho rằng là tế lễ rồi dùng cái năng lực của những cái thần lực của những cái bài kinh, bài chú, hay là của những thầy pháp sư, hay là của những cái đồ tế lễ, hay là có các cái thần linh nào đến đấy để phù hộ độ trì phóng quang tiếp dẫn cho cái vong linh sinh về cõi này, thì những cái pháp ấy không có hợp với những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh điển. Bởi vì là trong kinh tương ưng về thôn trưởng, một vị thôn trưởng đến hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, các vị ngoại đạo, các đạo sĩ ngoại đạo theo cái đạo thanh tịnh nhờ nước ấy, người ta có người mất đi thì các đạo sĩ người ta tập trung lại, người ta cúng tế, rồi người ta đọc đến tên người mất, rồi người ta tiếp dẫn cái người mất ấy lên thiên đàng. Vậy Bạch Đức Thế Tôn, ngài là bậc chánh đẳng giác, khi có những cái người dân hay có những người Phật tử mất đi thì ngài làm cái nghi lễ gì để tiếp dẫn họ lên thiên đàng? Thì Đức Phật mới nói rằng: bây giờ ta cho một cục đá, ông ném xuống sông, rồi ông gọi các cái vị Sa môn Bà La môn đến đấy mà chỉ chú mà tế lễ, thì cái cục đá nó có nổi lên được không? Vậy thì vị tôn trưởng nói: Bạch Thế Tôn, không thể. Và Đức Phật nói: nếu bây giờ ta đổ một cái thùng dầu bơ xuống dưới nước, nó nổi lên mặt nước, bây giờ có thể các vị Bà La Môn đến đấy mà tế lễ cho dầu nó chìm xuống được không? Thì vị ấy bảo là cũng không thể. Đức Phật cũng nói: cũng vậy, này thôn trưởng, thì với những người khi sống làm những việc ác ở thân khẩu ý, khi chết đọa vào cõi ác địa ngục súc sinh rồi, thì không ai có thể tế độ được nữa, không thể có cái tế lễ nào mà tiếp rước họ nên khỏi được cái cõi khổ ấy. Cũng như vậy, có những người khi sống người ta làm việc thiện, khi chết người ta sinh về cõi lành, thiên giới, cõi đời này rồi, thì bây giờ có tế lễ bảo họ đọa xuống, họ cũng chẳng đọa được, chẳng ai làm được cái việc đấy cả. Cũng như vậy, có những cái vị thanh niên, vậy có người cha mới mất đến cầu xin Đức Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, cha con mới mất, xin ngài hãy cầu nguyện cho cha con được sinh về thiên đàng. Thì Đức Phật cũng bảo: vậy hãy đi ra bờ sông theo ta, lấy hai cái nọ bình, một cái đựng đầy sỏi đá vào, một cái đựng đầy dầu vào, ném hai cái xuống sông. Một cái đựng sỏi đá nó chìm dưới, cái đựng dầu nó nổi lên trên. Và Đức Phật nói rằng: bây giờ ngươi có thể mời một vị sa môn nào đến đây để trì tú, để cầu nguyện cho cái bình sỏi đá nó nổi lên được không? Có thể cầu nguyện cho cái bình mà nó đang nổi nó chìm xuống được không? Thì vị thanh niên đó bảo: Bạch Thế Tôn, không thể. Thì Đức Phật cũng nói: vậy người làm việc ác thì đọa xuống cõi khổ, không thể độ được. Người làm việc lành sinh lên cõi lành rồi cũng không thể đọa xuống được nữa. Vậy cái sự cầu nguyện, cái tế lễ, cái sự cúng bái để cho người mất được siêu sanh ấy, đấy, nó là cái nghi thức, là cái hình thức tập tục lễ truyền thống dân gian, chứ nó không phải là cái pháp để có thể làm lợi lạc, lợi ích thật sự cho người mất. Mà cái pháp làm lợi lạc thật sự cho người mất là mình phải tạo ra cái công đức, cái phước lành nào đấy. Và muốn hiểu sâu hơn, rõ hơn, rộng rãi hơn, chi tiết hơn về những cái pháp tế lễ như thế nào, cúng bái như thế nào, siêu độ như thế nào, có lợi ích cho những cái gia tiên, tổ tiên, tiền tổ nhà mình, thì phải nghiên cứu, đọc ở trong tiểu bộ kinh và cái phẩm ngã quỷ sự. Thì chỉ có những người nào mà khi chết sinh làm ngã quỷ
họ còn lang thang vất vưởng bên những người thân, họ mới cần có cái sự hồi hướng công đức đúng pháp thì họ sẽ được hưởng những cái phước lành ấy. Và cũng có rất nhiều, trong đó có hàng trăm những cái câu chuyện về các cái chúng sinh sinh làm ngã quỷ mà tôn giả Mục Kiền Liên đã từng tiếp xúc, đã từng hỏi han nguyên cớ gì mà sinh vào đây và muốn thoát khỏi đây phải như thế nào. Thì tất cả những ngã quỷ ấy, người ta đều nói rằng hãy cúng dường lên Đức Phật, hãy cúng dường lên các cái chúng tỳ kheo tăng, các bậc thánh tăng, các bậc có giới đức, rồi hồi hướng công đức cho tôi thì tôi mới được thoát khỏi nỗi khổ này. Đấy, như trường hợp có cái ngã quỷ là thân mẫu năm đời trước của tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta. Đấy, và tự động bà tìm đến và là tôi muốn đến gặp tôn giả Sariputta, tôi là thân mẫu của tôn giả, tôi đang sinh làm ngã quỷ, tôi là thân mẫu năm kiếp trước. Rồi khi gặp tôn giả Sariputta nói rằng tôn giả hãy làm phước cúng dường chư tăng rồi hồi hướng cho tôi. Rồi tôn giả Sariputta đi vào trong thành xin với vua Pasenadi cái vật liệu để làm bốn cái tịnh thất cúng dường lên thập phương chư tăng, hồi hướng công đức ấy cho ngã quỷ ấy. Và cái ngã quỷ ấy ngay khi hoan hỉ với cái phước lành ấy được sinh về cõi thiên giới. Vậy thì tất cả những cái việc tế độ cho những cái vong linh ấy đều là phải có một cái công đức, một cái sự bố thí, một cái sự cúng thí để nó tạo ra phước lành. Và cái sự cúng thí ấy phải là hướng đến một cái người đức hạnh, giống như là cúng thí đến Đức Phật, hay cúng thí đến các bậc thánh nhân, hay cúng thí đến những bậc có đức hạnh lớn. Và cũng có cái trường hợp ấy là có một cái ngã quỷ, khi sinh làm ngã quỷ rồi về báo với con cháu là ta sinh làm ngã quỷ, hãy cúng dường đến các sa môn hay là chúng tăng rồi hồi hướng công đức cho ta. Rồi những người con cháu ấy rồi đã tìm thấy, gặp được một vị tỳ kheo thỉnh về để cúng dường. Nhưng mà cúng dường xong hồi hướng cho ngã quỷ ấy, ngã quỷ ấy vẫn về báo là ta chưa nhận được, bởi vì cái vị ấy không có đức hạnh, không có giới hạnh. Cho nên cúng dường đến cái vị không có giới hạnh ấy, nó không tạo ra công đức. Rồi lần sau con cháu lại tìm gặp một cái vị tỳ kheo khác nữa, lại cúng dường, thì vị ấy vẫn nói rằng các con đã cúng dường đến một cái vị này cũng không có giới hạnh, cho nên nó không tạo ra công đức, ta không nhận được. Rồi đến lần sau nữa các vị ấy lại tìm đến một vị tỳ kheo khác, thì cái vị ấy có giới hạnh, rồi cúng dường vị ấy một bữa ăn hồi hướng cho cái thân quyến mới mất. Rồi cái lần sau ấy, cái vị ấy về mới nói là ta đã nhận được công đức, cái phước lành của các ngươi nạp. Nhờ công đức ấy giờ ta đã thoát khỏi cái cõi khổ rồi. Đấy là nhờ có cái vị tăng có đức hạnh ấy. Vậy thì phải cái việc phước ấy là cúng dường đến Đức Phật hay các vị thánh tăng, hay là những cái vị có đức hạnh, có giới hạnh. Cho dù vị ấy là một vị sa môn hay vị ấy không phải là sa môn, dù vị ấy dù là một cái người đời thường mà người ta có giới hạnh, mà có ai đó cúng dường đến những người ấy cũng có phước. Có cái câu chuyện cũng ở trong tiểu bộ kinh phẩm ngã quỷ ấy. Có một cái đoàn buôn đi ra ngoài biển và thấy một cái ngã quỷ hiện hình lên. Thân trên thì rất là đẹp nhưng thân dưới rất xấu xí và trần truồng, không có quần áo mặc. Thì cái nữ ngã quỷ ấy rất là xấu hổ và cái người đoàn buôn ấy cho quần áo bảo đây hãy mặc vào. Thì cái ngã quỷ này nói rằng có cho tôi thì nó cũng biến mất. Bây giờ muốn cho tôi được thoát khỏi khổ này thì các vị hãy cúng dường đến một người có giới hạnh. Ở trong đoàn các vị, ai có giới hạnh nhất các vị hãy cúng dường để hồi hướng công đức cho tôi mới nhận được. Thì những cái người buôn ấy mới hỏi nhau, thì mới trong đoàn ấy có một người giữ năm giới rất là trong sạch, giữ ngũ giới rất là thanh tịnh. Rồi các vị ấy mới cho cái vị giữ giới ấy ngồi lên một cái chỗ cao và các vị ấy đến đảnh lễ và dâng những cái đồ đạc, những cái y áo của mình đến cái vị mà giữ giới ấy, rồi hồi hướng công đức cho cái ngã quỷ ấy. Thì cái lúc ấy ngay lập tức ngã quỷ ấy được nhận ngay cái phước này. Như vậy thì cái việc mà muốn siêu độ, muốn cúng tế, muốn làm cái việc lợi ích cho cái tổ tiên, gia tiên, thân bằng quyến thuộc, vong linh đã quá vãng của mình, thì nếu căn cứ theo đúng kinh nguyên thủy như vậy, theo đúng chánh pháp nguyên thủy như vậy, thì không phải là nó dựa vào những cái nghi thức tế lễ, không phải là vào những cái đàn tràng tế lễ, không phải là những cái bài tế lễ, không phải là cái thầy cao tay hay thấp tay, không phải là cái phần vật tế lễ nhiều hay ít, không phải là linh thiêng hay mầu nhiệm gì, mà cái việc ấy là tạo ra được công đức hay không.
tạo ra được cái công đức bằng cái sự cúng thí đến một cái người có đức hạnh, đến một cái người có giới hạnh, một cái người có đạo hạnh, một cái người có thánh hạnh ấy, thì hồi hướng cái công đức ấy cho cái vong linh ấy, thì vong linh ấy mới nhận được. Còn tất đấy là pháp làm lợi lạc cho cái người mất, siêu độ cho người mất, theo đúng như trong kinh điển Nikaya Nguyên Thủy, thì ở trong cái tạng kinh của Đức Phật ấy, thì là phải làm như vậy thì mới có đúng với chánh pháp và mới không rơi vào mê tín tà kiến. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Lam. Ly dục là lìa xa cái tâm ham muốn hay là ly vật dụng, vật chất? Con thấy có người tu hành sống ở rừng núi, không có vật dụng gì thì chỉ ly vật dụng chứ không ly tâm dục. Giống như loài động vật chỉ ly vật dụng chứ không phải ly tâm dục của nó. Hay là người nghèo không có vật tùy thân không phải là người ly dục. Người có đầy đủ vật chất trên thế gian mà không dính mắc vào những vật chất ấy thì người ấy mới là ly dục. Điều đó có đúng không ạ? Người trong hoàn cảnh có đồ mới tốt nhưng không dùng mà đòi hỏi dùng đồ xấu, cũ thì vẫn là người tham dục, phải không ạ? Đúng là cái ni dục ở đây là ni ở trong cái ý thức, ni ở cái tâm chứ không phải là ni ở cái hình thức. Với một người mà ni dục ở đây là ni ở các giác quan, cái con mắt mình nó thấy những cái cảnh khả ái hấp dẫn mà nó không đắm nhiễm với cái cảnh ấy thì đấy là ni dục. Cái tai mình nó không đắm nhiễm với âm thanh, mũi không đắm nhiễm với mùi hương nữa, không đắm nhiễm vị, thân không đắm nhiễm với sự xúc chạm thì đấy là cái người có sự ni dục. Ni dục ở đây là ni năm cái ngũ dục ấy, ni ra khỏi cái ngũ dục thì đấy mới là ni dục, chứ không phải là một cái người nói là à tôi có cái tài sản vật chất thì tôi vứt hết đi, quăng bỏ hết vợ con nhà cửa tài sản vật chất thì đấy là ni dục, thì cái đấy là sai lầm, cái đấy là hình thức, cái đấy là tà kiến, cái đấy là không đúng. Đấy như những cái con thú con vật ấy, nó đâu có cái vật sở hữu gì, buổi sáng kiếm ăn buổi sáng, buổi chiều kiếm ăn buổi chiều, vô sở hữu, không có cái gì cả, nay đây mai đó tung tăng tự tại, nhưng nó đâu có ni dục, nó còn tham dục lớn hơn cái con người nhiều lần. Cái tâm tham dục của nó mới khiến nó sinh làm những cái loài thấp kém như vậy. Vậy thì ni dục ở đây là ni bằng cái trí tuệ, do mình thấy được các dục là nguy hiểm, các dục là vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, do thấy cái sự nguy hiểm của các cái cảnh trần, thấy được bản chất của sự mà sinh diệt vô thường, khổ vô ngã của ô uế bất tịnh của các cái cảnh trần ấy, cho nên vị ấy nhàm chán ni tham, đoạn diệt cái tâm tham ái tham dục. Thì cái người mà đã cắt đứt được dục rồi, ni được dục rồi, thì dù vị ấy có xúc chạm với những cái cảnh dục ấy, cho dù vị ấy có rất là nhiều những cái tài sản, vị ấy cũng không bị tham ái với tài sản. Có nhiều những cái cảnh khả ái, vị ấy không còn tham ái với khả ái. Nhờ khi mà vị ấy có được cái trí tuệ, đã diệt trừ đi được cái tâm vô minh, diệt trừ đi được cái tham dục rồi, thì vị ấy tự tại trước cái cuộc đời. Thì đấy mới là ni dục, chứ không phải ni dục làm chạy trốn những cái cảnh hấp dẫn. Đấy, mà ni dục ở đây là mình đối diện với những cái cảnh ấy, rồi mình thấu hiểu cái cảnh ấy, rồi mình đoạn trừ được cái tham ái dính mắc với cảnh ấy. Thì đấy mới là ni dục. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Cách ứng dụng thực hành giới định tuệ như thế nào để được giác ngộ ngay trong hiện tại ạ? Ứng dụng mà thực hành giới định tuệ để mà giác ngộ cho ngay trong cái kiếp sống này, ngay trong đời sống này, thì cái người ấy cần phải có một cái sự buông xả, cần phải có một cái môi trường phù hợp, thích hợp thì có thể mới may ra mới có thể đạt được. Tức là vì ấy cần phải có một cái đời sống độc cư hoàn toàn, tức là phải có một cái tịnh thất riêng biệt, đấy là cái trú xứ phải phù hợp nhất. Rồi vì ấy phải có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi như vậy, khi mình ở trong cái trú xứ đấy, mình sống độc cư như vậy, nhưng mà phải có người hướng dẫn cho mình có thể viên mãn được giới, nhưng mà về định và tuệ
thì phải có những bậc thiện tri thức. Vậy thì mình phải có thân cận những bậc thiện tri thức, tức là những cái bậc đã giác ngộ rồi mới có thể chỉ dạy cho mình giác ngộ được. Vậy cái phải có được cái môi trường đấy, phải có thân cận được bậc thiện tri thức, phải có chú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp nữa, như là có những cái người hộ trì cho mình nếu như mình có những cái nhu cầu gì cần thiết ấy. Rồi sau đó mình mới thực hành giới. Như là khi nếu là một cái người tại gia thì mình thọ trì bao nhiêu giới, phải giữ trọn vẹn bấy nhiêu giới, năm giới hay bát quan trai giới, tám giới, hay sa di thì phải giữ đủ 10 giới, tỳ kheo phải 227 giới, tỳ kheo ni 311 giới, đấy là theo giới nguyên thủy, thì phải giữ trọn vẹn tất cả các giới như vậy, nhưng vẫn chưa đủ mà phải viên mãn được tứ thanh tịnh giới. Giới thứ nhất là thanh tịnh về giới bổn như vậy, và phải có cái sự phòng hộ các căn, đấy cũng là một cái loại giới, giới phòng hộ. Giới phòng hộ các căn là cái người ấy phải phòng hộ con mắt của mình, có những cái mình nên nhìn và có cái mình không được nhìn, phải tránh xa. Như là một cái người đấy mà muốn tu tập giác ngộ ấy, thì là cái người đấy là một cái người nam thì không được nhìn nữ sắc. Nếu mà nhìn với một cái tâm ái nhiễm, đắm nhiễm thì bị loạn tâm và bị trói buộc. Hay là người nữ vẫn đang tu tập không có ưa thích ngắm nhìn nam sắc. Đấy gọi là phòng hộ. Không có nhìn những cái gì mà nó có thể khiến mình sinh ra tham dục, và không nhìn cái cảnh gì nó khiến mình sinh ra sân hận. Vậy đôi khi mình phải tránh những người mình yêu, tránh những người mình ghét. Phải tránh được cả hai cái cảnh đấy. Và tai cũng vậy, mình không được nghe những cái âm thanh gì, như là nghe ca nhạc hay là nghe những cái âm thanh của người nam người nữ khác phái, nó sinh ra tình cảm ấy, là sinh ra tham dục, là phải tránh cái âm thanh đấy. Và những cái âm thanh gì sinh ra sân hận, nếu như mà có ai đấy người ta hay nói những cái lời tục tĩu bất thiện mà khiến cho mình bị phiền não, mình phải tránh, đừng có nghe. Đấy là phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân. Thân mình vẫn mình xúc chạm vào cái gì mà nó sinh ra tham dục hay sân hận thì phải tránh, không được xúc chạm vào cái ấy. Đấy là cái sự tu tập để về cái giới phòng hộ. Thứ ba là giới về sự nuôi mạng thanh tịnh. Và hàng ngày mình phải sống nuôi mạng mình. Mình phải sống bằng một cái việc kiếm ăn chân chánh, không được kiếm ăn bất chánh. Mình không được đi ăn trộm ăn cắp về để lấy rồi lấy sức tu tập là không bao giờ thành tịnh. Hay là vì ấy có những cái việc làm bất thiện, sát sinh, hay là làm những cái việc hại mình, hại người, lừa dối, lừa đảo để kiếm ăn, kiếm sống. Thì cái đấy được gọi là nuôi mạng, tà mạng. Cái người tà mạng nhá, không thể nào thành tựu được giác ngộ, giải thoát được. Nên phải sống chánh mạng, nuôi sống mình bằng cái nghề chân chánh. Như một vị sa môn vậy, thì đi khất thực là cái hành động chân chánh. Sa môn là không có sống giống như một người gia chủ. Người gia chủ thì sống bằng một nghề nghiệp chân chánh. Còn một vị sa môn thì hành khất chân chánh. Hành khất không có xin xỏ, không có lừa gạt, không có nịnh bợ. Thì đấy là gọi là chân chánh. Và cái thứ tư là giới về chi túc trong các vật dụng. Khi mà mình mặc y áo, mình phải nghĩ là y áo để che thân. Tránh những điều hổ thẹn, tránh mũi mỏng, tránh mưa nắng thôi, không có quan trọng đẹp xấu. Nhà ở để che chắn về nóng lạnh, thời tiết mũi mỏng để cho mình được an toàn, sống độc cư tu tập. Và thức ăn vậy, ăn để nuôi thân có sức tu tập, thuốc men vậy để chữa bệnh. Thì bốn cái vật dụng ấy phải có cái sự giác sát, phải có cái sự quán tưởng để sống chi túc với những vật dụng ấy, biết đủ, không tham đắm, không mong cầu, không tích trữ quá nhiều với những cái vật dụng ấy. Thì đấy được gọi là tứ thanh tịnh giới, là cái nền tảng đầu tiên. Rồi sau đó mới thực hành đến cái pháp tu tâm, làm cho nội tâm được thanh tịnh, làm cho những phiền não được chế ngự xuống. Thì mình cần phải chọn một cái pháp thiền chỉ, thiền định nào đấy phù hợp. Có những người thì sân hận nhiều thì mình phải lại tâm từ nhiều. Thì cái người nào mà thấy mình hay bị chi phối bởi tâm sân, hay có cái tánh sân ác ý bất thiện, thì vì ấy cần phải hướng tâm đến những cái chúng sinh và khởi nên cái từ tâm, là mong cho những chúng sinh này được an vui, còn mong cho họ thoát nỗi khổ về thân về tâm, còn mong cho họ tránh những hiểm nguy. Thường xuyên tưởng niệm như vậy, liên tục như vậy, chánh niệm tỉnh giác như vậy, chế ngự được triền cái về sân hận, thì vì ấy sẽ đạt được định tinh. Hoặc vì ấy có thể thấy rằng mình là cái người có thuộc về tánh tham,
tham ái, tham dục nó nhiều, thì vị ấy cần phải quán về tử thi, nhắm mắt vào, nhớ đến cái sắc chết và niệm sắc chết bất tịnh, niệm liên tục như vậy 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ liền, liên tục ngày này qua ngày khác cho đến khi nào nhất tâm định tĩnh, liên tục không gián đoạn, chế ngự được các triển cái về tham dục thì vị ấy mới đạt được định. Hoặc vị ấy có thể thực hành thiền hơi thở, chú tâm nhận biết hơi thở ở trên trước cửa mũi của mình, nhẹ nhàng tự nhiên, đều đặn liên tục, biết hơi thở vào, biết hơi thở ra. Rồi khi vị ấy cứ chú tâm định tĩnh trên hơi thở như vậy thì dần dần vị ấy cũng đi vào định tĩnh, ni dục ni bất thiện pháp, có nimitta quang tướng xuất hiện, chú trên quang tướng ấy liên tục nhiều giờ thì vị ấy sẽ chứng sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Rồi vị ấy có thể nên tam thiền tứ thiền tuần tự theo cái pháp như vậy, hoặc là vị ấy có thể thực hành những biến xứ các ca xin lá như đất nước nửa gió lên bằng đỏ trắng, bất cứ một cái pháp nào về thiền định, có 40 cái đề mục thiền định, vị ấy có thể chọn một cái đề mục thiền định nào ấy, có thể thực hành đến cận hành định hoặc đến an chỉ định được. Về vậy nên để mà thực hành được thiền định thì cần phải có niềm tin, tin vào Phật, tin vào giáo pháp, tin vào cái năng lực của mình, phải có tinh tấn, phải có chánh niệm, tỉnh giác liên tục không gián đoạn ở trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, và vì ấy phải có cái niệm nó được sung mãn thì sẽ đạt đến nhất tâm định tinh, thì nó sẽ có cái trí tuệ nó phát sinh. Thì vậy nên vị ấy có thể chứng được cận hành định, hoặc chứng được sơ thiền, hoặc nhị tam tứ thiền, hoặc là thực hành cả tứ thiền bát định. Đấy thì được gọi là thực hành thiền định. Khi chứng đắc thiền định rồi thì vị ấy chế ngự được năm triền cái: tham dục, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi. Rồi vì ấy với cái tâm định tính thuần tịnh ấy mới phát triển được thiền tuệ, mới phát triển được trí tuệ. Tuệ trong giới định tuệ thì cái tuệ này là tuệ thấy được các cái pháp chân đế. Phải thấy được pháp chân đế mới gọi là tuệ. Vậy thì khi mà tâm có định rồi, vị ấy nhập vào định, xong xuất ra khỏi định, vị ấy có thể phân biệt được cái thân này là thân tứ đại. Vị ấy sẽ thấy được cái thân này là đất, nước, nửa gió, qua các cái đặc tính của đất, cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ của nước, chạy dính, nửa nóng, lạnh, gió đẩy nâng ấy, thì vị ấy mới thấy ra được cái sắc uẩn, thấy ra được cái sự tập khởi, sự đoạn diệt của cái những cái hạt sắc, là những cái hạt Rupa Kalaba, những cái hạt vi trần niti ở trên thân này, nó luôn trong trạng thái sinh diệt, thì lúc ấy mới thấy ra được cái thân này của ta nó luôn luôn ở trong cái trạng thái vô thường, thì vì ấy sẽ không còn tham ái với nó nữa. Thấy nó là khổ thì vì ấy không còn dục tham nữa, thấy nó là vô ngã thì vì ấy không còn chấp trước nữa, thấy nó là bất tịnh thì vì ấy nên cái nhàm chán đối với cái thân ấy. Đấy là quán về sắc, hoặc là vì ấy có thể quán về các tâm và các tâm sở. Các tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện. Rồi vì ấy mới thấy ra được các tâm, tâm sở ấy. Và mới được gọi là thấy được năm uẩn. Thấy được năm uẩn thì vì ấy mới được gọi là giác ngộ được cái chân lý thứ nhất. Đó là khổ. Bởi vì vì ấy thấy được cái sắc này, cái tâm này, thọ tưởng, hành thức này, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái vô thường, sinh diệt. Nó là khổ, là vô ngã, là rỗng không, là giả tạm. Cho nên là lúc ấy vị ấy mới giác ngộ được cái khổ. Rồi khi vị ấy quán ra được cái nguyên nhân nào nó sinh ra cái thân này, vị ấy có thể hướng tâm về những kiếp quá khứ của mình. Vị ấy thấy việc trong những kiếp quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp gì, do vô minh, do tham ái, do chấp thủ, cho nên mình đã tạo ra những nghiệp thiện hay bất thiện. Từ những cái nghiệp ấy rồi nó mới cho ra cái nghiệp hữu, nó mới cho ra cái tâm tục sinh, nó mới cho ra những cái quả mà mình gặp hàng ngày thông qua các căn này, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình này, nó gặp cảnh tốt, cái gặp những cái điều an vui, đấy là do những cái thiện nghiệp nó trổ quả. Hay là mình luôn luôn gặp những cái cảnh trần bất hạnh khổ đau, đấy là những nghiệp bất thiện nó trổ quả hàng ngày. Đấy, mình quán cái nhân duyên để mình thấy được những nhân quá khứ nó sinh ra cái thân năm uẩn ở hiện tại, rồi những nhân hiện tại này nó sinh ra cái thân năm uẩn ở tương lai. Thì lúc đấy mình mới giác ngộ ra được cái chân lý. Thứ hai nó là tập đế, là cái nhân sinh là khổ. Rồi cứ thấy được cái nhân sinh, quả sinh, nhân diệt, quả diệt. Rồi vì ấy mới thấy được cái tính sinh diệt, tính vô thường, khổ, vô ngã của nó. Cho đến khi nào thể nhập với chánh trí ấy, cho đến khi nào đoạn trừ được các kiết sử ấy, cho đến khi nào đoạn trừ được vô minh, tham ái, chấp thủ ấy, thì các nghiệp, các cái nghiệp hữu được đoạn trừ.
thì lúc ấy mới không còn tái sinh ở tương lai, lúc đấy mới thành tựu được cái diệt đế. Và trong suốt cái quá trình từ cái lúc thực hành giới, thực hành định và cho đến lúc thực hành thiền quán ấy thì được gọi là đạo đế. Và lúc ấy, khi nào giác ngộ được cả bốn sự thật ấy cùng một lúc, đó là giác ngộ được chân lý tứ thánh đế như vậy, thì vị ấy mới chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, chấm dứt được khổ đau ngay trong hiện tại thông qua cái sự thực hành giới định tuệ. Và vị ấy cần phải thực hành tuần tự như vậy, từ giới nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ, có tuệ thì mới giác ngộ được chân lý tứ thánh đế. Giác ngộ chân lý tứ thánh đế thì mới đoạn trừ được các cấu uế phiền não, mới chứng đắc được đạo quả niết bàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liễm. Người phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt có hành thiền và tụng kinh được không ạ? Vẫn có thể tu tập được, cứ tu tập bình thường không sao hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đức trên Zoom ạ. Con thưa sư, trong kinh sách có nói một tiểu thiên thế giới có 1.000 tiểu thế giới, trong một trung thiên thế giới có 1.000 tiểu thiên thế giới, trong một đại thiên thế giới có 1.000 trung thiên thế giới. Con người chúng ta đang sống trong một tiểu thế giới, vậy con người ở hàng triệu tiểu thiên tiểu thế giới khác có giống con người ở tiểu thế giới này của chúng ta không ạ? Trong vòng luân hồi sinh tử, chúng ta có sinh đến các tiểu thế giới khác không ạ? Hay chỉ tái sinh trong tiểu thế giới này thôi ạ? Và khi Đức Phật xuất hiện trong thế gian này của chúng ta, Ngài có thể phổ độ được bao nhiêu tiểu thế giới như chúng ta ạ? Ngay trong một thế giới này có 31 cõi, nhưng mà cái sự hiểu biết của con người còn rất là giới hạn. Ngay ở trong cõi người thôi đã có 4 châu thiên hạ, cõi người cũng có ở khắp 4 châu, nhưng mà mình chỉ biết được một châu ở cái, vậy cho nên là mới gọi là có ở giữa thế gian này có núi Chúa Tu Di. Núi Chúa Tu Di thì chỉ có thiên nhãn mới thấy, mà mắt thường con người không có thấy. Và bốn mặt của Tu Di có 4 châu thiên hạ. Ở cái cõi mình là gọi Nam Thiện Bộ Châu. Cõi Nam Thiện Bộ Châu có hình quả địa cầu. Và cái khuôn mặt của con người ở đây nó có giống như là cái quả địa cầu vậy. Nó tròn tròn, dài dài một chút vậy. Đấy là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Còn cõi Bắc Câu Nô Châu đối diện ở phía bên kia thì có cái quả địa cầu nó hình chữ điền. Thì cái khuôn mặt con người ta nó có cái hình hình như vậy. Nhưng mà mình chỉ có những bậc có bậc thánh nhân có thần thông như Đức Phật, khi lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp, đôi khi Ngài xuống cõi Bắc Cao Nô Châu để đi khất thực, và Ngài vẫn hóa độ cho chúng sinh ở cõi ấy. Vì chúng sinh ở cõi ấy rất hiền thiện, tất cả chúng sinh ở cõi ấy người ta tự động giữ năm giới, không ai sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Và chúng sinh ấy người ta sống với nhau rất là hòa đồng, chung hết tất cả. Người ta không có chấp cái gì, nhà cửa chung, tài sản chung, vợ con chung, mọi thứ đều chung hết, không có riêng cái gì. Thì đấy được gọi là cái cõi hiền thiện nhất. Và sau khi chết người ta sinh về cõi trời hết. Và còn cõi gọi Tây Ngưu Hóa Châu, thì cái cõi đấy có cái hình dáng giống như là trăng khuyết ý, thì cái khuôn mặt người cũng giống như vậy. Và cái tuổi thọ ở các cõi khác nhau, văn hóa ở các cõi khác nhau. Cõi Đông Thắng Thần Châu, 4 châu thiên ạ. Như thế, cõi người ở Nam Thiện Bộ Châu này thì có cái tuổi thọ dao động, lúc cao, lúc thấp, tùy theo thời. Cái lúc nào tuổi thọ tăng thì là nuôi con người sống thánh thiện, lúc mà tuổi thọ giảm là con người hay sống bất thiện nhiều. Đấy là còn cái cõi Bắc Câu Nô Châu thì người ta sống thánh thiện và tuổi thọ người ta cố định 1.000 năm. Tây Ngưu Hóa Châu thì người ta có cái tuổi thọ 500 năm, Đông Thắng Thần Châu tuổi thọ 700 năm. Thế thì nó có cái sự khác nhau. Nhưng mà cho đến nay thì những cái chi kiến, những tri thức ở thế gian nó không có cái sự khám phá này, không có cái sự hiểu biết này, mà chỉ có trong kiến thức của Phật Pháp thôi. Trong kinh điển của Đức Phật thì mới nói đến những các cái châu thiên hạ, rồi các cõi sống khác nhau, 8 tầng địa ngục ở dưới, rồi là các cái cõi trời, 6 cõi trời dục giới, rồi là các cái cõi trời sắc giới, vô sắc giới, và các cái
tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới như vậy. Thì khi Đức Phật thuyết pháp ở cõi người thì chỉ chủ yếu là ở cái cõi Diêm Phổ Đề, cõi nhân loại ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này, là có Đức Phật ra đời và Đức Phật thuyết pháp phổ độ cõi người ở đây. Nhưng mà chư thiên thì rất nhiều, chư thiên ở 10.000 thế giới. 10.000 thế giới ấy đều có thể đến để nghe Đức Phật thuyết pháp được. Đấy, thường thường khi Đức Phật lên cõi trời thuyết pháp hay khi Đức Phật thuyết pháp ở đây thì cũng có các chư thiên ở các thế giới khác, ở các cái tiểu thiên thế giới khác vẫn có thể đến để nghe pháp được, vì họ có những cái năng lực thần lực, có những cái thần thông, cho nên họ đi đến được. Và khi mà một cái người chết vẫn có thể sinh về các cái thế giới khác nhau, một cái người chết ở đây có thể sinh về các cái cõi, các cái thế giới khác là chuyện bình thường. Hay là các vị chư thiên ở cái thế giới này chết rồi lại sinh về làm chư thiên ở thế giới khác, thì cái chuyện đấy là trong vòng luân hồi tái sinh thì luôn luôn có cái sự qua lại giữa các thế giới thì là vẫn có xảy ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Phúc Anh. Con thấy hả hê khi mẹ con cô đơn ngồi một mình, hoặc thấy một số người gặp đau khổ thì con hả hê. Con phải làm gì để hết tâm bất thiện này ạ? Đó là gọi là cái tâm não hại. Cái tâm này cần phải được đối trị bằng cái pháp thiền quán về tâm bi. Bây giờ phải ngồi nhắm mắt vào, nhớ lại một cái người tàn tật, nhớ lại một cái người khổ đau, nhớ lại một cái người mà người ta đang đau đớn về một cái nỗi khổ về thân, về tâm gì đó. Rồi mình hình dung là hình ảnh của cái người đấy và mình niệm thầm ở trong tâm là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khổ đau, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khổ đau. Cứ niệm như vậy, niệm thường xuyên, niệm liên tục như vậy, 1 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cho nó thành thuần thục, cho thành thói quen, cho tâm mình định tĩnh đi. Đấy gọi là pháp thiền tâm bi. Nó sẽ diệt trừ được những cái tâm não hại ác ý này. Rồi sau đó mình sẽ hướng tâm đến mọi người khác, mình niệm là cầu mong cho những người này thoát khổ đau. Và mình luôn luôn cảm nhận ai trên đời cũng có những khổ đau, ai trên đời cũng có nỗi khổ về sinh già bệnh chết, sầu bi ưu não, khổ về thân, khổ về tâm, rất nhiều những nỗi khổ, khổ về luân hồi sinh tử tái sinh, các cõi sống khác nhau. Rồi mình cứ niệm như vậy. Niệm như vậy, nếu như cái sự niệm ấy nó được thuần thục thì cái tâm kia nó hết. Mình chỉ thần thực hành thiền tâm bi đấy một thời gian ngắn thôi thì cái tâm ác ý nó cũng tiêu trừ đi. Nên là cần phải thực hành như vậy, gọi là bi tâm giải thoát cần được thực hành thì nó diệt trừ được cái não hại ác ý ấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đào Hồng Ánh. Làm thế nào để hết coi mình là trung tâm, và làm thế nào để hết tâm mong muốn làm hài lòng mọi người ạ? Đó là do mình có cái tham ái quá, tham ái với bản thân mình rồi tham ái với mọi người, nên là mới muốn mình là trung tâm, muốn làm hài lòng mọi người đều sinh ra từ tham ái. Thì cần phải quán về sự chết, mình cần phải hướng đến bản thân mình, rồi mình tưởng tượng là cái thân mình nó già, nó bệnh, rồi vài chục năm nữa thì nó một thời gian nữa rồi nó sẽ chết. Khi chết nó sẽ thối rữa ra, nó sẽ mục nát đi. Rồi mình nắm lấy cái hình ảnh của cái xác chết trên chính thân mình và cứ niệm chắc chắn là sẽ chết, chắc chắn là sẽ chết, 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 chết. Tưởng niệm như vậy, niệm liên tục, niệm thường xuyên, niệm cho đến khi mình đạt đến nhất tâm định tĩnh, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cho nó thuần thành, thuần thục. Khi mà mình đã thuần thục cái đấy rồi thì mình sẽ buông xả được hết tất cả mọi thứ. Mình sẽ thấy mọi thứ trên cuộc đời này là giả tạm, là vô thường, là rỗng không, là vô nghĩa, để đến lúc chết chẳng mang theo được cái gì hết. Khi mà có được cái chi kiến như vậy thì sẽ hết không còn nghĩ mình là trung tâm gì nữa, mà cũng không còn nghĩ là mình cần phải làm hài lòng ai để làm gì nữa. Đến lúc đấy mình sẽ thấy mình cũng chết rồi, mọi người chắc chắn cũng sẽ chết, 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 chết như vậy. Thì cuối cùng ai cũng chỉ là một nắm tro tàn mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Kính bạch sư, xin sư bố thí giảng cho con biết thiền niệm ân Đức Phật ạ. Nhắm mắt vào, hình dung là hình ảnh Đức Phật, rồi phải học cho thuộc cái bài ân Đức Phật, chín ân Đức Phật ấy, bằng tiếng Bani và bằng tiếng Việt, rồi niệm Arahant có nghĩa là ứng cúng.
và cái niệm A-la-hán, và phải hiểu cái ý nghĩa rằng vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si nên ngài xứng đáng được cúng dường A-la-hán, 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 niệm liên tục như vậy. Đấy là ân thứ nhất. Và trong lúc mình niệm cái khái niệm ấy và tâm mình phải hướng đến cái ý nghĩa là cái đức hạnh ấy, vì Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si và các tiền khiên tật và các cái tật xấu ở trong quá khứ nên ngài xứng đáng được cúng dường A-la-hán. Rồi Samma Sambuddho, Samma Đương Đương, Thế Tôn là bậc có trí tuệ giác ngộ toàn hảo viên mãn, Samma Sambuddho. Quý Chá Charana Sambando là Đức Thế Tôn là bậc có minh, có trí tuệ và đức hạnh. Sukhato là Đức Thế Tôn là bậc chỉ nói ra những lời thiện này. Đức Thế Tôn là bậc đã hiểu rõ về thế giới này, Noka Widu, thế gian giải. Rồi Alutaro Purisadama Sarathi, vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu. Sathadeva Manusanang là thầy của trời người. Buddho, Buddho, Buddho là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đệ. Pagava, Pagava là bậc phước lành cao thượng, bậc phước lành cao thượng. Em phải hiểu được ý nghĩa, phải thuộc được cái khái niệm, hiểu rõ ý nghĩa của từng khái niệm và niệm từng ân một. Từ ân thứ nhất thuần thục đến ân thứ hai, rồi đến ân thứ ba, rồi dần dần đến ân thứ chín. Đấy là niệm Phật có chín ân đức. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Lúc hành thiền hơi thở, con bị rất nhiều vọng tưởng, ngồi hay bị rung lắc, hôn trầm. Làm sao để điều phục được và điều phục trong thời gian bao lâu thì hết ạ? Ngồi mà nó hôn trầm như vậy thì mình phải đếm hơi thở, chú tâm vào một điểm rất là nhỏ. Chú tâm sát vào cái da ở ngay trước mũi, cánh mũi hoặc chóp mũi, để tâm sát vào cái da, thấy cho rõ ràng cái hơi thở vào ra ở đấy, tập trung vào một điểm nhỏ, thấy rõ rõ, chú tâm hơi sâu sâu một chút, đừng phân tâm ra những chỗ khác, do mình để tâm nhẹ quá và để tâm mở rộng quá, nó hướng lên trên thân này nhiều quá, nó hay sinh ra hôn trầm. Nếu mà để tâm vào một điểm nhỏ thì cái độ tỉnh giác nó cao hơn, nó sắc sảo hơn, thì cái hôn trầm nó ít đi. Quan sát vừa vừa, nếu như trong lúc hôn trầm nó vẫn biết được hơi thở vào ra thì cứ vậy quan sát. Rồi cái cơn hôn trầm đấy thì nó sẽ qua đi, rồi nó sẽ tỉnh lại. Còn nếu như hôn trầm nó mạnh quá thì phải đứng lên đi lại một chút, rồi lại vào ngồi tiếp. Hoặc là trong lúc hôn trầm quá mình hơi niệm thầm một cái bài kinh nào đấy thì tâm nó cũng sẽ tỉnh táo lại. Rồi khi tỉnh táo lại rồi lại quay về hơi thở. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng trên YouTube. Một đạo sĩ sinh ra vào thời không có Phật Pháp, vị ấy tu tập được túc mạng trí. Vậy người ấy có thể hướng tâm về thời có Đức Phật chánh đẳng giác để học ba chánh đạo được không ạ? Một vị đạo sĩ, vị ấy có thể là vì nếu như vị ấy có túc mạng trí, vị ấy có thể nhớ đến Đức Phật ở trong quá khứ. Nhưng mà vị ấy không thể nhớ hết được những kiến thức. Ví dụ Đức Phật ở trong quá khứ thuyết pháp, chắc gì lúc ấy vị đó đã có ở đấy. Nếu có ở đấy, vị đó đã tu tập mà vị đó đắc đạo rồi. Và vị ấy có thể chỉ nhớ được thôi, nhớ được một vài cái sự kiện, như là mình đã từng đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Còn nội dung bài pháp như thế nào chưa chắc đã nhớ được. Nếu mà nhớ được như vậy thì các vị đạo sĩ đã tu đắc đạo được. Nên là vị ấy có thể nhớ đến Đức Phật thì nhớ được. Chứ còn nội dung những cái lời dạy của Đức Phật quá khứ đấy thì không có. Nếu có thì các đạo sĩ người ta đã đắc đạo hết rồi. Nhưng mà trong lịch sử, trong kinh điển chưa có vị đạo sĩ nào mà đắc đạo cả. Chỉ các vị chỉ có thể đắc thiền rồi sinh về các phó phạm thiên mà thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Lúc con hành thiền giải tâm từ, do con giải rất nhiều người, tầm 70 đến 100 người gì đó, trong thời gian 40 phút kiết già. Sau khi xả thiền, con thấy tâm phóng dật hơi mạnh hơn mọi ngày. Đây có phải là dấu hiệu con đang hành sai pháp không ạ? Vì trước đó giải tâm từ một vài người rồi chuyển qua hơi thở thì con thấy an ổn ạ. Như vậy thì cứ đẩy ít người. Khi thực hành thấy có những cái pháp nó phù hợp thì tâm mình sẽ an. Khi thực hành một cái pháp nó không phù hợp mình sẽ thấy tâm nó động.
Nếu vậy thì hãy quay lại như trước, giải tâm từ đến một người kính trọng thôi, rồi sau đó đến người kính trọng thứ hai, thứ ba, rồi sau đó đến người thường, rồi sau đó đến người ghét, cứ giải trên từng mỗi người một thôi, cứ lấy một người làm đối tượng để giải tâm từ cho nó dễ giải. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, rằm tháng 7, chùa Phúc Minh có làm lễ cầu siêu Vu Lan không ạ? Sa đu, sa đu, sa đu. Rằm tháng 7 ở chùa Phúc Minh thì đấy là cái nghi lễ của dân làng ra để sám hối, thọ trì tam quy ngũ giới, lễ Phật tụng kinh, nghe Pháp, cúng giảng trai tăng, rồi hồi hướng những cái công đức phước lành ấy cho những thân bằng quyến thuộc đã quá vang theo cái truyền thống dân gian, thì có nghi lễ như thế vào sáng rằm tháng 7. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong Kinh Tăng Chi chương 4 Pháp có đoạn như sau: Này các tỳ kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có được sáng. Thế nào là bốn? Do mây, do mù, do khói và bụi, do Rahu, vua các loài Atula. Tại sao do Rahu làm cho mặt trăng, mặt trời không cháy sáng, không chói sáng, không rực sáng ạ? Rahu là thần Atula ở cõi chư thiên ấy, vì hay có thánh sân hận. Đôi khi vì ấy có thể là trong cái lúc tức giận một cái chuyện gì đó thì vì ấy lấy tay che mặt trời. Thì thỉnh thoảng có trường hợp như vậy xảy ra, che mất cái ánh sáng của mặt trời trong chốc lát. Thì cái chuyện đó là có vì các vị ấy có những cái thần thông lớn ngang với các vị chư thiên ở cõi tam thập tam thiên, nên các vị ấy làm được chuyện đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Các danh xưng như Đại Đức, Tỳ Kheo, Tỳ Khưu có khác nhau không ạ? Nếu có thì khác nhau như thế nào ạ? Những danh xưng ấy thì giống nhau, chỉ khác về văn nhưng đồng nghĩa, tương tự như nhau. Thì gọi một cái vị ấy là Đại Đức cũng được, Tỳ Khưu cũng được, Tỳ Kheo cũng được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ trên YouTube. Con thưa sư, nếu con không có điều kiện cúng dường những vật thực tới chư tăng, con có thể cúng dường bằng cách công đức tiền cho chùa có vị tỳ kheo đức hạnh thì con có được hưởng phước không ạ? Khi cúng bằng những cái tịnh tài như vậy thì vị ấy cần tác bạch rằng con cúng cái này vào một cái việc gì đó, như là con cúng vào việc xây dựng chùa này, hay là làm một cái công việc gì đó ở cái chú xứ đấy, thì cái công việc xây dựng những cái công trình ấy thì cần cái vật tài vật đấy. Còn nếu như mà cúng dường đến những cái vị sư tăng ni ở cái chùa đấy thì để cho nó hợp pháp thì mình phải cúng dường là con xin cúng dường các cái vật dụng, đó là vật thực, hay là cúng dường y áo, hay cúng dường thuốc men sàng tọa đến tăng ni. Để khi nào tăng các sư cần thì hãy sử dụng, mà hãy hoặc là mình, nếu như cái chùa đấy mà là chùa Nguyên Thủy mà có ban hộ tăng thì mình không có dâng trực tiếp đến các sư mà mình dâng đến cái người hộ tăng đó. Để khi nào các sư cần thì các sư hãy nói với người hộ tăng, các người hộ tăng sẽ dâng cái vật dụng ấy cho các sư. Thì cái vật dụng, cái tịnh tài ấy mà tác bạch hợp nuột là mình hướng đến là cúng dường các vật dụng, các cái nhu cầu cần thiết thông thường, bốn cái món vật dụng ấy thì nó hợp nuột. Còn nếu như mà mình nói là cúng tiền cho các sư để các sư dùng tiền thì nó sinh thành cái gọi là vật dụng không hợp nuột. Bởi vì theo cái nuột thì các vị ấy không được thọ dụng tiền, chỉ được thọ dụng tứ vật dụng mà thôi. Thì đấy là theo cái nuột nghi của Phật giáo Nam truyền thì là như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Ngọc trên Zoom. Con là cư sĩ tu tại gia theo Phật giáo Bắc Tông, không còn sống chung với gia đình. Nhiều năm qua con là trưởng nhóm,
của một nhóm huynh đệ cư sĩ tu tịnh độ. Gần đây con đã xuống tóc nhưng không xuất gia, vẫn dẫn chúng. Mọi người nói, con không xuất gia mà cạo tóc, như vậy là tổn phước, là trộm tăng tướng, là có tội. Như vậy có đúng không ạ? Không sao, cái việc cạo tóc thì chưa phải là ăn trộm tăng tướng. Thì khi nào mình phải đầy đủ cái hình tướng, y áo rồi mình có cái sự tuyên bố rằng tôi là người xuất gia thì lúc đấy mới phạm. Còn nếu như mình mới chỉ cạo cái đầu thì đâu có phạm, thì ai cũng cạo được hết. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Nếu đồng tính do môi trường sống, chứ bản chất không phải người đồng tính, thì có gọi là người vô nhân không ạ? Và có được phép xuất gia không ạ? Ví dụ như ở cấp 3, người ấy hay chơi với nữ thì sẽ có tính nữ. Nhưng lên đại học hay chơi với nam thì có tính nam. Đây là đồng tính do môi trường, chứ không phải bản chất họ là người đồng tính ạ. Thế nó chỉ bị ảnh hưởng tâm lý do môi trường thì một thời gian rồi nó dứt đi được. Thì cái người đấy không phải là người đồng tính, người đấy vẫn xuất gia được. Nhưng mình chỉ cần mình tác ý buông bỏ cái tánh đấy đi là nó sẽ hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bình An trên Zoom. Bạch sư, cho con hỏi, tâm ghen ghét, đố kỵ hay nóng tính thì làm cách nào để đối trị ạ? Cái tâm ghen ghét ấy phải thực hành cái pháp thiền tâm hỷ. Mình phải ngồi ở một cái nơi yên tĩnh, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại. Mình hướng tâm đến một cái người mà mình hoan hỷ. Rồi mình hướng tâm đến một cái thành tựu, thành công của cái người đấy. Cái người đấy có cái mặt thành công về vật chất hay về tinh thần gì đó mà mình cảm thấy đấy là một cái sự thành công, một cái điều đáng hoan hỷ của người đó. Rồi mình mới khởi lên cái niệm rằng cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công họ đạt được, cầu mong người này không xa lìa những thành công họ đã đạt được. Khi mà thực hành như vậy một thời gian nó thuần thục rồi thì mình mới hướng tâm đến cả những cái người mà mình đang ganh tị, mình đang ghen ghét hay mình đang sân hận ấy. Rồi mình cũng niệm vậy, cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công họ đạt được. Để tập như vậy là nó sẽ đoạn trừ, cắt đứt và dứt bỏ hoàn toàn cái tánh ghen tị ấy đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Con có lên nuôi chó trong nhà để làm bạn cho đỡ hiu quạnh không ạ? Từ xưa đến nay con vẫn còn sợ ma, nuôi chó hơi bất tiện vì lúc đi xa phải kiếm người để gửi chó. Nuôi chó thì có tốt không ạ? Nếu như mà mình nuôi cái con vật gì mà mình không bị phiền não vì nó, không bị phiền não với nó thì tốt, thì hãng nuôi. Còn không nói là tốt mà là thì hãng nuôi. Còn mình cảm thấy mình nuôi một con gì đó mà mình bị phiền não, mất thời gian với nó, mất công chăm sóc nó, hay là nó hay là mình bực mình quậy phá làm cho mình bất an khó chịu thì không nên nuôi. Thì mỗi người có cái tính khác nhau, có người yêu động vật, người ghét động vật. Mình yêu một cái con gì đó, có khi trước một cái kiếp nào đó mình từng làm với con đấy, bây giờ mình có tình cảm với nó như vậy. Hay là mình yêu nó quá, kiếp sau dễ dàng mình không cẩn thận ấy, mất chánh niệm trong lúc lâm chung sinh làm nó như chơi. Cái lúc chết ấy nhờ, mà mình quá yêu một cái con vật gì đó mà cái con đấy nó hiện ra trong cái tâm cận tử của mình là mình tái sinh làm loài như nó như chơi. Nên là những cái con vật đấy mình không nên quá tha thiết, không nên quá thương nhớ, không nên quá ái luyến. Ái luyến với cái gì cũng đều sinh ra dính mắc ràng buộc và đều là hạ nhiệt hết. Nên là nếu như mình nuôi nó với cái tâm xả, không có ái luyến thì không sao, mà có ái luyến, có bực bội thì không nên. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online trên YouTube. Thỉnh thoảng con xem phim bộ Trung Quốc, nếu có cặp tình nhân nào trong phim đẹp, xứng đôi thì ngày nào con cũng xem đi xem lại suốt 101 tháng. Làm sao để hết tham ái điều này ạ? Đó là do mình hay tác ý đến tịnh tướng nhiều quá. Tác ý đến tịnh tướng vậy mình sẽ làm mồi cho ác ma như chơi nhỉ. Do mình cứ nghĩ là người này đẹp, người kia đẹp. Thế bây giờ mình nhìn vào cái người đấy mình phải nghĩ rằng
cái người này là cái thùng phân, bên trong họ ấy toàn là phân, nước tiểu, giun sán, giỏi, bọ, vi trùng, vi khuẩn, côn trùng, hôi tanh, thối tha, ô uế, bẩn thỉu. Khi mình với cái tác ý như vậy, quán tưởng như vậy, quán niệm như vậy, tưởng niệm như vậy, thì nó chán luôn, nó nhàm chán, nó không còn thấy ai đẹp nữa. Đấy, ai cũng là cái thân tứ đại ô trược bất tịnh, ôi thối bất tịnh, và luôn luôn phải quán thân bất tịnh, bất tịnh, bất tịnh như vậy. Thì dù cái người đó nó xuất hiện trước mặt mình không muốn nhìn, chứ đừng nói gì xuất hiện trong phim. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Tại sao mua vé số lại là người ta mạng ạ? Vé số đấy là một cái trò chơi, nó không phải là một cái công việc, không phải là một sự nghiệp, mà đó là một cái trò chơi may rủi. Trước khi mình chơi, nó đã có cái tâm bất thiện nó khởi lên rồi, đã có cái tâm tham cầu. Trong khi chơi nó cũng có tâm bất thiện, đã có cái mong cầu bất chánh rồi. Sau khi chơi nó cũng bất thiện, mong cầu bất chánh rồi. Nếu như mình có được thì mình vui thích, thì hàng vạn người khác người ta bị mất, người ta sầu khổ, vui thích trên cái nỗi khổ của người khác, tốt đẹp gì đâu. Nếu như mà mình mất thì mình sẽ sầu khổ. Vậy thì cái pháp ấy nó sẽ làm cho mình được thì sinh ra cái tham ái, mất thì nó lại sinh ra cái sầu bi, và nó sẽ là nguyên nhân khiến cho mình bị đắm nhiễm vào trong đấy. Nó sinh ra cái tán loạn tâm ý, thân tâm toàn là bất thiện hết, và nó sẽ làm cho mình mà đến một lúc nào đó sẽ bị phá sản, sạt nghiệp về cái trò chơi may rủi đen đỏ. Cái này nó có khác gì với cờ bạc đâu. Đấy là một cái pháp mà Đức Phật không cho chơi đâu. Trong cái kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt ấy, Đức Phật nói đấy là những cái pháp là đưa đến cái táng gia bại sản ấy, nên là không được chơi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom. Con thưa sư, con thỉnh thoảng có cúng dường món ăn đến các thầy tu học ở trường hạ nơi con ở, nhưng chỉ đưa tịnh tài để các thầy tự mua, như vậy có đúng pháp không ạ? Và con chỉ nghĩ là hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh, mong mọi người phát bồ đề tâm hướng về Phật pháp, lương vào tâm bảo, như vậy có đúng không ạ? Đấy là cái lúc mình tác bạch, và cái lúc mình tác ý. Cái tác ý ở đây là cúng dường vật thực cho các thầy ăn này, cúng dường y áo này, cúng dường thuốc men này, cúng dường giảng tọa, những cái vật dụng cho các thầy cần dùng. Thì nếu mà mình tác ý như vậy thì cái cúng dường đấy là cúng dường các vật dụng, các vật dụng như thế thì nó sẽ là cúng dường hợp luật. Còn nếu như mà mình không biết cách tác ý như vậy thì nó mới thành sai luật, còn biết cách tác ý thì nó sẽ hợp luật. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tường Vi. Ngạ quỷ hay dạ xoa có khả năng dùng năng lực của họ để hại loài người. Vậy họ có phải trả nghiệp bất thiện này không ạ? Và trả nghiệp như thế nào ạ? Làm sao để không bị những loài phi nhân này gây hại ạ? Họ vẫn bị trả quả báo y như là con người. Mình làm việc ác, mình bị quả báo, thì các hàng phi nhân người ta làm việc ác, người ta cũng bị quả báo y như thế. Nhưng khi chết người ta vẫn sinh vào địa ngục, sinh làm ngã quỷ, sinh làm súc sinh nếu họ làm ác. Và thường thường là các loài chư thiên thì người ta hiểu về nhân quả cao, vì người ta thấy được các cõi địa ngục. Các hàng chư thiên người ta có thiên nhãn mà, người ta thấy chúng sinh địa ngục, thấy chúng sinh sinh làm ngã quỷ, và người ta biết được cái nhân nào mà họ phải sinh làm như thế. Cho nên các chư thiên rất ít khi người ta làm ác. Người ta hay hù dọa, hành hạ người khác chút thì có, chứ người ta mà giết người thì có, nhưng rất ít. Thì đấy là một số các phi nhân người ta quá ác, người ta có cái tính quá hung dữ, thì người ta mới giống như là các cái loài phi nhân do người ta ăn thịt người thì người ta mới làm thế. Hoặc là có cái oan trái quá lớn, nó mất hết cả lý trí đi thì người ta mới làm như thế. Còn đại đa số chư thiên thì người ta không dám làm hại người, bởi vì người ta hiểu, thấy rõ nhân quả, nên là người ta ít khi làm việc tội lỗi. Còn nếu mà làm việc ác thì vẫn chịu cái quả báo
đọa vào những cõi khổ đau ở tương lai. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Victoria. Con có người cô ở nước ngoài, luôn trách người chồng của mình là khi có tiền trợ cấp mà không cho cô, lại chỉ gửi cho anh em của chồng cô, trong khi cô là người đi làm và chăm sóc cho chồng bệnh tim suốt nhiều năm. Cô có gửi tiền cho người thân thì cũng vẫn bị họ trách là không giúp được họ đi nước ngoài. Con có gửi bài giảng của các sư cho cô, nhưng cô luôn tức giận và xóa đi. Cô nói, ngồi thiền như chồng cô nhưng tâm vẫn tham, nhận tiền chính phủ nhưng không bao giờ làm từ thiện, chỉ gửi về cho anh chị, mà anh chị ông là những người giàu thì việc tu thiền chẳng lợi ích gì. Con xin sư cho con lời khuyên trong trường hợp này ạ. Tại cái cô đấy, cô ấy phiền não quá. Cái tâm của cô ấy nó là cái tâm nó có nhiều cái phiền não, có nhiều cái tham sân si quá. Người như vậy thì mất hết cái lý trí, mất trí tuệ. Người như vậy rất khó khởi nên được đức tin. Những người như vậy có Phật ra đời cũng chẳng độ được. Nên là cái cô đấy bảo là bỏ cái tính xấu ấy đi thì may ra thì mới thì tự nhiên thì mọi người người ta sẽ yêu quý, người ta tin tưởng rồi người ta tự cho. Còn cô mà càng đòi vậy người ta càng ghét, chẳng bao giờ người ta cho đâu. Nên là chỉ chết vì cái tánh xấu của mình thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Học phi diệu pháp có ích lợi cho việc tu thiền hay đọc hiểu kinh Nikaya không ạ? Có người nói nếu biết vi diệu pháp sẽ dễ hiểu nội dung ý nghĩa của các kinh Nikaya khi đọc. Người khác lại nói kiến thức của vi diệu pháp làm cản trở tiến bộ khi ngồi thiền vì tâm trí cứ mãi phân tích các tâm khác nhau. Xin sư cho con chỉ dẫn ạ. Học vi diệu pháp rồi sau đó học kinh thì rất là dễ hiểu. Vì trong kinh có rất nhiều thuật ngữ rất là thâm sâu, khó hiểu. Và với người nào mà chưa học vi diệu pháp, mà chưa có kiến thức về pháp hành, đọc kinh sẽ cảm thấy rất mơ hồ và xa vời. Cho nên là kinh điển rất nhiều, rất ít người đọc là vậy đó. Bởi vì là mông lung quá, khó hiểu quá. Còn vậy nên là người nào kiên trì học vi diệu pháp trước thì khi học kinh sau dễ hiểu hơn. Thì đúng, đúng là như vậy. Và học vi diệu pháp rồi, nếu như người đấy học nhưng không tham, không ngã mạn với cái pháp học của mình, thì sau này thực hành lại rất dễ. Có kiến thức vi diệu pháp sẽ rất có lợi cho pháp hành. Đến lúc mình hành mình sẽ rất là hiểu pháp, hiểu bài, đỡ phải đương vào một vị thầy, rất ít dựa vào vị thầy hướng dẫn. Nhưng mà người nào mà học xong rồi vì ấy có cái ngã mạn với cái sở học của mình, cho rằng mình học rồi, mình giỏi giang rồi, mình tự hào, mình thỏa mãn rồi, mình cao siêu rồi. Đấy, khi mà có cái ngã mạn nó khởi lên rồi thì không hành được nữa. Thì vị ấy hành không đắc được thiền, không đắc được đạo. Còn nếu như cái người nào vẫn giữ được cái tâm khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hạ, biết rằng pháp học chỉ là lý thuyết thôi, chỉ là cái vỏ thôi, còn cái pháp hành mới là cái cốt lõi, cốt yếu, cốt tủy và mới là quan trọng. Nên là không có sinh ra cái tâm tự hào, tự mãn, không ngã mạn, không khen mình chê người với cái pháp học của mình, thì vì đấy sẽ hành thiền rất là tốt đẹp, nhanh chóng. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Cái chết qua từng hơi thở nghĩa là như thế nào ạ? Và có thể niệm sự chết qua mỗi hơi thở được không ạ? Chết qua từng hơi thở, đấy là cái tính sinh diệt, cái tính vô thường, khổ vô ngã. Khi thực hành thiền Vipassana mới hiểu được trong cái pháp này. Thì đấy là đến giai đoạn mình thực hành thiền tuệ, mình sẽ quán được cái đấy, thấy được cái đấy, tuệ chi được cái điều đó là sự thật. Lúc đấy nó mới sinh ra kinh cảm, mới sinh ra nhàm chán, ni tham. Còn ở bây giờ mình có tưởng tượng thì không có lợi ích gì. Và thực hành thiền niệm chữ chết cũng không niệm cùng với hơi thở. Mình chỉ niệm về cái thân này là chết, 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 chết. Hình dung cái thân như cái xác chết mà niệm mà thôi. Chứ không có niệm trong từng hơi thở vào ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quỳnh Dương. Con đã quy y Tam Bảo và hành thiền hơi thở được 4 tháng. Nhưng con thấy tâm mình còn rất dễ nổi nóng và cũng dễ bị phiền não. Làm sao để có thể loại bỏ được tính nóng giận và bỏ bớt được phiền não ạ?
phải hành các cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả đó. Nếu mà trước khi ngồi thiền hơi thở phải dành ra 30 phút để hành thiền lại tâm từ, nhắm mắt vào mình hướng tâm đến những người mình hoan hỷ, rồi niệm là cầu mong cho những người này được an vui hạnh phúc. Rồi sau đó hướng tâm đến những người bình thường, cũng cầu mong cho những người này an vui hạnh phúc. Rồi hướng tâm đến cả những người mình ghét, để cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Cứ niệm 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 như thế, thường xuyên liên tục, làm cho thuần thục, viên mãn rồi thì tự hết cái sân hận này đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Phúc Anh. Làm sao để chấp nhận những cái sai của mình và chấp nhận yêu thương bản thân ạ? Cái sai của mình chấp nhận ở đây là khi mình khởi lên cái mình biết đó là cái sai, mình biết đó là lỗi lầm, mình có sự hổ thẹn và có sự ghê sợ lỗi lầm ấy, rồi mình tự mình ước nguyện rằng mình sẽ không làm những cái điều sai trái đó ở tương lai nữa. Khi có cái sự sám hối ấy rồi, có cái sự sửa bỏ, từ bỏ ấy rồi, có cái sự sửa đổi cái sai ấy rồi, thì lúc đấy mới khởi lên cái tâm buông xả, không còn trạo hối, không còn hối hận, không còn bất an nữa. Thì đấy là chấp nhận như vậy, chứ không được hiểu theo cái nghĩa rằng à ta làm việc tội lỗi là chuyện bình thường, ta không khởi lên cái tâm ghê sợ, không khởi lên cái tâm hổ thẹn, mà chấp nhận kiểu đấy là nguy hiểm. Chấp nhận kiểu đấy thì tội lỗi sẽ chồng chất và tăng trưởng. Còn cái gì nữa? Dạ, làm sao để chấp nhận những cái sai của mình và chấp nhận yêu thương bản thân ạ? Yêu thương bản thân, yêu thương bản thân là khi mà mình cái thân mình nó biết bỏ việc ác làm việc thiện, đấy là yêu thương bản thân. Mình biết rằng à mình làm việc ác là mình đang hủy hoại mình làm việc ác là con đường đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Người nào làm việc ác là người đấy không biết yêu thương bản thân. Người nào làm biết từ bỏ việc ác, tránh xa sát sinh, thì đấy là biết yêu thương bản thân, tránh xa trộm cắp tà dâm nói dối rượu, đấy là yêu thương bản thân. Vậy khi giữ được năm giới và biết tu tâm thì đó là yêu thương bản thân. Còn mình yêu với cái lòng tham vọng, tham đắm, tham ái thì cái yêu đấy là nguy hiểm, cái yêu đấy là nỗi lầm, yêu đấy là si mê tà kiến. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mỡ Mỡ trên YouTube. Diệt trừ tham muốn bằng quán tử thi, nhưng mình không có tử thi thì làm sao ạ? Không có tử thi thì mình tưởng tượng ra, và mình nhìn vào một cái bức tranh, bức ảnh nào đấy mình cũng có thể niệm được tử thi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Miêu Nhi trên YouTube. Xin sư cho con hỏi, hàng phi nhân như dọa xoa ăn thịt người là ăn như thế nào ạ? Ăn thịt người ấy, thì cái dạ xoa ví dụ như nó sống ở trong một cái hồ nào đấy và nó có một cái quy luật rằng hễ cứ có con vật thì bước xuống đây ta sẽ ăn con đó, trâu bò hay là đến con vật gì xuống ăn người xuống cũng được ăn. Có phi nhân thì sống ở một cái cây nào đấy và cái bóng này nó đổ đến đâu, hễ có ai ngồi vào gốc cây đấy nằm dưới cái tàn bóng của nó thì nó sẽ được ăn, bắt ăn 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 sột sột đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Dạ, con xin sư chỉ dạy cách tác ý cúng dường như thế nào cho đúng và hợp Phật ạ. Cúng dường, nếu như mà mình cúng dường Đức Phật thì mình chỉ biết là vì Đức Phật là bậc đoạn trừ hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Cúng dường lên cái tánh vô tham, vô sân, vô si của Đức Phật. Cúng dường trí tuệ giác ngộ của Đức Phật. Đấy là cúng dường. Còn cúng dường đến Pháp hay là cúng dường đến chư Tăng thì biết là vì giới hạnh, định hạnh, tuệ hạnh, vì cái sự tu tập giới định tuệ, các vị ấy là ruộng phước điển, cho nên là cúng dường. Và khi cúng dường mình phải tác ý cầu mong cái công đức cúng dường này thì con sẽ được đoạn trừ các cái phiền não tham sân si, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na, và xin hồi hướng công đức cúng dường này đến các cái thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy được an vui.
và xin chia phước đến tất cả chúng sinh, cầu mong cho tất cả được an vui. Thì đấy là tác ý như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Như Ngọc. Bố con nghiện mua sắm hay mua hàng online nhưng không dùng đến, thường đem cho hoặc vứt bỏ. Hết tiền thì xin con không biếu thì sợ mang tội bất hiếu, và biếu thì tiêu xài hoang phí, con sợ tổn phước ạ. Con xin sư cho con lời khuyên ạ. Biết bố thí cho người khác như vậy là phước, nhưng mà biết cách chọn người có đức hạnh để bố thí thì chỉ cần hướng dẫn ông ấy là khi ông bố thí như vậy cho người khác như vậy thì phải cho những người tốt, đừng có cho người xấu, cho những cái đồ mà nó không có hại. Nhưng nếu mà cho rượu hay là cho những cái vũ khí, cho những cái đồ chơi nhảm nhí thì nó không tốt, mà cho những cái gì nó có lợi ích cho cái người khác ấy thì tốt, cho đấy là phước đó, cho đấy là bố thí. Và khi bố thí thì phát nguyện những cái điều tốt, cầu mong cho tôi được sống lâu mạnh khỏe an vui, hay sinh về cõi trời, hay chứng ngộ niết bàn ở tương lai. Đấy, thì như vậy thì mình cứ cung cấp cho ông để ông bố thí, ông có phước, đấy là báo hiếu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Dạ, thưa sư, khi con hành thiền bị chảy nước miếng thì có làm sao không ạ? Thì ngồi ở một tích nào đấy, niệm về cái xác chết ấy. Nhớ lại xác chết, niệm xác chết, một lúc là nó hết. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Vi ạ. Dạ, khi Đức Phật đang trên con đường Bồ Tát Đạo, Ngài bố thí con mình cho Dạ Xoa để Dạ Xoa làm gì ạ? Cái vị mà đang hành Bồ Tát Đạo, vị ấy phải bố thí những cái pháp rất là khó, tức là năm pháp đại xả thí của một bậc thượng nhân, một bậc Bồ Tát. Vị ấy có thể bố thí những cái gì quý báu nhất trên đời, mà phải thành tựu được những cái hạnh bố thí ấy thì vị ấy mới thành Phật được. Vị ấy có thể phải bố thí được những vật bên ngoài như là con cái, bố thí dễ dàng, bố thí vợ con, bố thí cái quốc thành, tức là nếu như vị đó làm vua, vị có thể bố thí cả ngai vàng được, bố thí cả quốc bảo, lại bố thí mắt, bố thí mạng sống của mình cũng bố thí được. Thì đấy là cái pháp đại xả thí, làm một cái việc khó làm, cho bất cứ ai đến xin không phân biệt, dù đó là một người xin những đứa con ấy về làm nô lệ, hay là đó là một con dạ xoa, nếu nó ăn thịt thì cũng phải bố thí. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nhật Vũ ạ. Dạ, thưa sư, thời nay có còn phi nhân ăn thịt người không ạ? Tại sao khoa học chưa từng phát hiện người nào bị như vậy ạ? Nếu mà thời nay thì rất ít người biết đến các hàng phi nhân, như thời nay cũng rất ít người biết đến, mà có thì cũng ở những cái nơi rất hẻo lánh, rất xa xôi, những cái vùng núi cao, hồ sâu, ở những cái nơi mà ít có con người qua lại, ít người biết đến, như là ở sa mạc, ở ngoài hải đảo, ở trên núi tuyết, những cái vùng sâu, vùng xa đấy. Đấy thì đôi khi vẫn có, nhưng mà không ai biết được. Phi nhân người ta cao hơn con người một bậc, người ta làm gì không để cho con người biết. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hình là Huỳnh Thanh Nhàn ạ. Dạ, thưa sư, xin sư giải dùm con ý nghĩa câu kinh Pháp Cú số 98 ạ. Là làng mạc hay rừng núi, lung lũng hay đồi đào, hay đồi cao, La Hán chú chỗ nào, đất ấy thật khả ái á. Làng mạc hay đồi núi, thung lũng hay đồi cao, La Hán chú ở chỗ nào, đất ấy được khả ái. Bởi vì một cái vị La Hán sống ở đâu thì với cái từ tâm của vị ấy sẽ làm cho tất cả những chúng sinh ở đấy cảm nhận được, có cái sự hoan hỷ được, nhất là các hàng chư thiên ở những cái nơi ấy, họ cảm nhận được đây là một vị A-la-hán sống ở đây, thì các hàng chư thiên ấy họ tự động họ sống với nhau rất là văn minh, rất là văn hóa, rất là từ tốn, rất là kính trọng. Giống như là trong nhà, nếu mà có một cái người cha mà có đức hạnh, cái người cha mà có lịch sự tử tế, tất cả những đứa con nó rất là ngoan. Nhưng mà có một cái ông cha tục tĩu, ăn tục nói bậy thì những đứa con nó cũng rất là bất dậy, mất nết. Như vậy, một cái vị thánh nhân mà sống ở một cái nơi nào thì tất cả các hàng chư thiên nhân loại ở đấy tự động sẽ cảm thấy hoan hỷ cung kính tôn trọng, vì cái tâm hoan hỷ cung kính tôn trọng nó khởi lên thì những cái bất thiện nó được bớt đi.
thiện nó ở trong cái tâm con người, bất thiện nó ở trong tâm người mà. Thì con người mà hướng thiện rồi thì bất thiện nó hết đi. Cho nên nó khả ái là vậy. Khả ái là mọi người tự nhiên có cái từ ái với nhau, có cái từ tốn với nhau, có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Thì đấy là khả ái. Khả ái là mọi người không nhìn nhau bằng cái sự ác ý, không có ác tâm, ác ý, sân hận, không nói với nhau bằng những lời sân hận, không có hướng đến nhau bằng cái ý sân hận. Thì đấy là khả ái. Thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Tường Vi ạ. Là trong Tam Tạng Kinh Điển có câu chuyện là nếu mình giữ chánh niệm liên tục thì ít nhất trong 3 năm, lâu nhất là 7 năm là mình chứng thánh, có đúng không ạ? Cái này nó tùy thuộc từng người. Có người một ngày chứng, một ngày đến 7 ngày có thể chứng được thánh. Một tháng đến 7 tháng, một năm đến 7 năm. Đấy là những người đã có đủ viên mãn các ba la mật rồi. Còn những người mà không có ba la mật thì có thể là phải nhiều đời, nhiều kiếp. Chứ cái này nó không cố định là như thế. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đăng ạ. Dạ, nhà chồng không cho con tham gia hay bàn luận những việc trong nhà mà tự đưa ra quyết định. Lúc đầu con cảm thấy sân hận tổn thương, sau rồi con thở ơ không quan tâm, nhưng con sợ không phải phép, tâm lý vẫn bất an, con nên làm thế nào cho đúng ạ? Mình không được khởi lên tâm tự ái, nên cho là mọi người sau này không hỏi ý kiến của mình. Tự nhiên mình đề cao quan trọng hóa bản thân mình nên thì không tốt. Thì mình cứ thản nhiên bình thường, vẫn tôn trọng mọi người, vẫn có cái tâm từ ái, tử tế, tôn trọng cung kính với tất cả mọi người như vậy. Và không khởi lên cái ý là muốn được tham gia làm gì. Mình có cái sự tự do, tự tại càng tốt. Chứ càng tham gia thì càng phiền não được cái gì đâu. Mình càng thế, thế thì mình càng nghĩ rằng mình càng đỡ phải bận rộn, mà đỡ đi những cái phiền não khổ sở về tâm lý, càng được an vui tự tại. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Mỡ Mỡ. Dạ, xin sư cho con hỏi, trong Kinh Nam Tông có nói về thiền niệm Phật A Di Đà không ạ? Kinh Nguyên Thủy chỉ nói đến niệm ân Đức Phật thôi. Ân Đức Phật, chín ân Đức Phật, niệm ân Phật, ân Pháp, ân Tăng. Niệm ân Phật rất là khó, phải có kiến thức, phải học hỏi, phải thực hành đúng mới niệm được, chứ không dễ như niệm Di Đà của Kinh Phát Triển đâu, chứ Kinh Nguyên Thủy không có. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Phan ạ. Dạ thưa sư, làm sao để giữ được năm giới ạ? Chúng con sống tại gia giữ được năm giới cho trọn vẹn thấy quá khó. Cứ cố gắng hết khả năng của mình. Nếu như lúc nào có phạm giới thì lại phải đi sám hối, rồi lại thọ lại giới. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nhật Vũ. Dạ, con thưa sư, nếu Bồ Tát bố thí con cho quỷ dạ xoa và biết khả năng con bị ăn thịt thì Bồ Tát có cộng nghiệp tội sát sinh không ạ? Trong cái hoàn cảnh của một vị Bồ Tát vì cái hạnh nguyện bố thí ấy, vì để viên mãn cái trí tuệ giác ngộ ấy, cho nên trong cái trường hợp ấy là không phạm sát sinh. Dạ, con kính bạch sư đã hết toàn bộ tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Để chúng hồi hướng. Idam e bunyam asavakajam vaham hotu. Idam e bunyam nidbanasa pachajo hotu mamma punya bhavam sabbasathanam Pachemi tesabe medamam punya param napando sadu sadu sadu.